Número 5. Amigun número 8. Ta ba lê a bình. Yêu đam mai ung pê sa ung miu. Dạ. Anh đây là. Chữ đây anh. Đẹp đây. Dạ. Bắt đầu thì mua mưa cái thì cái cò đấy ăn. À, bảy con đẹp ấy. Dạ, đây đi. Đây đi, chuông này chẳng nhiều đấy. Ờ. Đẹp ấy. Rồi. Thánh sư. Dạ. Bên cậu mày có nhỏ nhỏ 10. Dạ. 10 đề đó cái này, 10 đề. Đề ra lên. To hả? Dạ, to. Để trong tỉnh Vân San để mà trong bầu bí. Trong bầu bí gì? Dạ. Ok, hello, chào mừng các bạn đến với kênh Quang Linh Blog Cuộc sống ở châu Phi. Đấy, thì hôm nay là mình đến đây là coi như thăm trang trại trước mắt, thăm trang trại Quang Linh. Thứ hai là sau là coi như là mình với thế là giúp đỡ là bà con ở đây ở trang trại trong lúc Quang Linh đi vắng. Là mình thay mặt của Quang Linh là coi như là đi làm giúp dân bản. Với coi trang trại. Dạ. Coi tình hình mấy anh em mình ăn. Đây coi tình hình anh em mình ăn đang tính. Thì hôm nay thì là cùng thật lương cho mấy anh em đây. Mấy bạn của nở đây coi tình hình. Mấy chú bố. Coi đây nở đây phản tình. Ok. Dạ. Ok. Hai tu đu pe sa vai ki. Tu đu pe sa. Agora ya, papai si feeling, vai visita. Aqui vai da pessoa fazenda aqui bulasa kayoya. Kayoya. Hoje eu paga dinheiro tudo pesa aqui, já. Depois eu paga dinheiro para pai aqui da bulasa kayoya, já. Ok. Đấy. Sáng chuẩn bị đấy cả rồi. Sáng chuẩn bị rồi chứ. nói chung là mình đi. Trong lúc Linh đi vắng thì mình nói chung là lần đầu tiên thì có cái bờ ngơ. Nói chung là có cái mình thì có tuổi rồi. Là mong các bạn coi như thông cảm. Có cái gì mà sai sót đây mình cũng là đưa một cái kiến thức nhỏ về nông nghiệp thôi. Ngày xưa mà coi như là bố mẹ dạy cho mình thì bây giờ mình dạy cho lại các cháu thì thôi. Cũng mình hiểu được cái gì thì mình đây. Hỗ trợ một phần mong bà con là thông cảm, có gì sai sót là thông cảm. Thông cảm cho Quang Quý, gọi là Quang Quý đấy. Quang Quý một lúc đấy. Thì mà là cái gì cũng hiểu biết hết thì cũng phải. Đúng rồi, cũng phải. Nhà này chúng mình hiểu một phần một đó thì hỗ trợ hơn này. Được rồi. Número 1. Nome. Partiu. Ok. Quanto? Você aqui. Você tem um, dois, três, quatro, quanto? 17. 500? 15? 15 peso? Você guarda sendo já? Guarda o rumo ali já? Agora você tem... Não, já sei. 12 mili, 200. Já sei? Ok, é? Ok. Já tem um problema, é? Dois. Nào Nomi? Nomi? Bitu. Bitu? Bitu. Ok. Với mấy tên Nomi? Bitu? Con nghe cái này thì cháu ghi số cho anh khỏe. Khỏe. Khỏe mấy cái tên đó. Dạ, số này cháu nhớ cái số cho khỏe. Mình nhớ luôn đa là gọi tên. Gọi tên anh mô là anh nhớ đến. Ok hả? Dạ. Được nhận lương được ngọt là sướng rồi, kèo hả, được cả tiền được ngọt nữa là sướng rồi đấy. Như là ok rồi coi đa nhẹ rùa papa hả,
papa mama eh mama papa komara fuba komara beci eh ome okay wateru thì giờ tiên chu cả tỷ luôn nha, mình tiên chu đúng là một ống luôn mà. Dạ ok á. Rồi rồi mình xin cù. Numero 6. Dạ rồi. Thầy trẻ này chung là Linh làm cái trang trại này cái là anh em đều có việc cả hề. Dạ. Anh em Angola là có đều có việc cả anh em tồi tồi lắm. Dạ. Là chúng người đấy nhỏ nhỏ cũng đi làm được. Dạ. Làm được cho bố mẹ rồi. Đấy bác. Nhỏ nhỏ cũng đi làm được tiền cho bố mẹ rồi. Amigo Sete. Aku datangnya dozu milikinya itu, duitnya itu, ya. Eh? Oke. Nomor 9. Wei, lấy được cái anh nào cũng vui tí nhè. Cùng biểu. Eh? Nomor 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Nomor 5 Amigo nomor 8 Ta ba le abeng Eu da mai un peso un mil ya Na na 5 Amigo nomor 5 Na deli deli pala tora banya bany ya Ta ba le abeng Eu da mai dinero ya Tipu peso ya Ta ba le aki eu ve ve ta ba le abeng Eu da dinero ya Amigo Aduh Bosi Udah Bosi sabut ke Amigo ya Ta ngày xưa như hình như mà đang đi mà được tiền được Bởi đi con niên mà được tiền cả rồi Trưởng rồi Xuyên cái là có tiền liền Đó đó Thế đó, vừa có tiền vừa có bánh kẹo đấy không sừng. Ờ, cho nên thích chứ. Ở trên đi mà kiểm được công việc là khổ lắm. Tính cá với tu, bí kè nó mùi tu. Yêu đà, dạ. À, ta bơm. Đấy. Nào, ông bí gà đúng. Yêu đà. Agu ra vai ta bà lạ, dạ. Dê gà xa xa cặp pin. Còn mấy tháng đi chưa có nước ngọt lắm á. Hả? Hả? Kênh nào tên cá dô dà bú lá xa. Hả? 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 Đây ok. Ừ. Hiện chưa có. Dạ. Ừ. Dạ. Mà ai chưa gọi đúng không? Rồi, còn tính, tính cho đúng. Dạ. Ok, tính. Ok. Rồi. Rồi, rồi bác cháu mình đi vòng đi. Ta đi vòng đi dạ. Trang trại nó coi dạ. Tình hình là làm răng. Dạ. Thì mai một mà là làm hết. Dạ. Ừ ừ. Dạ. Công việc hàng ngày thì đó đó. Ừ. Cũng đi đi đặc biệt hơn đó là phát lương không đi. Thì anh em triển khai mình việc đủ rồi đấy, dạ thì là cho con buồn buồn tiền được chứ mà dạ. Vì ngày bên đây mình phát lương cho họ dạ ừ. Đấy thì à, đi bên đi đang chưa đang có mở bò mở gì ừ. Mở bò mở gì đâu ừ. Đây à Vin Thi Ung đã phát tu của mẹ chưa ở đây là phải có trùm mưa thì hey. Dạ trùm mưa rồi à, về cây dạ, lâu, cây lâu. Xanh tươi được chứ được cách đây ngoài nửa tháng đây được mưa được ngay đến chứ ừ. Trong mưa mài chứ có luôn ừ. Dạ. Không thì ít mưa nó có đó tấm cái dạ. Phòng 15 bữa nữa thì dạ. Tha hồ mưa là chơi chơi trong chưa đang chờ mưa đang lâu quá ừ, ừ. Dạ. Chơi cháu đang trong dưới mà chờ mưa chờ mài ừ. Dạ. Bên tia ngô tia đồ hay
Dạ cháu đang trồng ngô vậy là có trồng mía dưới mà. Không mùa mưa đi thì ngô còn chịu được. Dạ. Ngô ngon. Mía, mía ngô. Chẳng là cái chứ được hoa em phải chứ mưa. Ừ, dê đẹp lại đi dạ. Chứ nữa. Dạ đây. Đó là dê to. Dê to phải không? Dạ. Dê nhỏ bên kia. À nó còn mấy con cừu thôi. Dạ. Được áp đi. Dê sáng cho đi ăn đi đâu. Dê bò. À dưỡng ra đi ăn đây ra. Dạ. Chưa ra đi ăn. Đẹp rồi. Dạ. Đây đây có một bầy dê. Ở đây là chỉ có nuôi dê cò cò thế này. Dạ. Dê về về đẹp này. Dạ, dê cò cò. Dê nuôi này. Dạ. Ủa trời, đẹp chứ. Đây là dê to đấy, con dê nhỏ cháu đang cho nhụt chung riêng. À. Dạ. Thế có con mì đẻ ra. Dạ. Theo mẹ đúng không? Dạ, con đi theo mẹ. Ừ. Dạ. Bò bên kia. Ít bữa nữa thì nặng rào lên thao ăn. Dạ. Cho ăn cứu. Cứu đẹp nè. Ui, à bên kia là bò. Cứu hai thằng chăn dê, hai thằng chăn bò à? Dạ. À, chứ hiện tại là ba người chăn bò về dê bên đi, còn một người là chăn dê mẹ mới đẻ. À. Dạ, à. Chiên ra để bởi vì dê mẹ hắn về sớm hơn. Đúng rồi. Dạ, về cho có con bú á. Ừ. Dạ. À đây rồi. Dạ, linh làm người đi phân đấy ra phân dê thì cứ đấy. Dạ, bữa mấy bữa từ ra ngoài trang trại mấy anh nữa rồi. À rồi. Dạ, bữa từ ra đến mấy xe rồi. À. Dạ. Đó, bò bên đi sáng à. Đi thả ra. Thả ra chiều lại dạ. Mình cho ăn ăn sắm rồi chứ. Dạ, ăn mấy bữa nhí chơi chuẩn bị có cỏ thế cháu cũng cho ăn buổi chiều nữa. Ừ. Dạ. Chứ thì thả nữa đấy. Khi mua nặng thì khô mình để thêm đồ cho ăn. Còn bữa nay đây này chúng mình đẹp chứ nữa. Dạ. Bèo gà đấy chứ nữa. Này chúng hết mua nắng mà như rí là vần. Ờ đấy. Okay bắt đầu đi mua mưa cái thì dạ. Cái lấy cỏ đấy dạ. Ăn. Này chúng quá mưa nặng mà bò vần nữa thì là vần chứ mình được ta cho nuồng là đàng hoàng chứ đầy đủ được bò mấy kia này đó ở mà đang mà cái đàn bò là phải ra rửa phải mượt cho đi đó dạ ừ đẻ mấy con thôi dạ bò đẻ được 9 con thôi à dạ đây bên này có một bầy dê con đâu ní bạc ờ dạ có con dê con kêu đâu dạ con dê con đâu nữa hắn bị lạc con mẹ đi lại được ừ. Dạ cố gắng đến mưa đến nghỉ cho tươi sáng đi. Dạ, cháu nói đang ít bữa đang cho cây phía dưới này hết có thời gian mai đâu đấy chứ dạ cây phía dưới này hết để mà trong hố trong khoái cho tung đúng cho bò dê ăn từ răng này chơi răng nặng quá chưa làm chứ được chỉ tránh thủ cây thôi đánh thủ cây là mưa xuống khoảng độ được vài ngày mình bắt đầu trong tiếp mía đây mấy bữa cháu cũng nắng tỉa xuống trong dưới ở cái mía mà bữa đốn đốn mất rồi chặt mà ngâm mất rồi dạ, cháu trong phía dưới nữa rồi ở chứ mà cái gốc cũ của nó dạ gốc cũ đang đỏ rồi để cây nữa đâu phải dạ. Bươi lên ạ dạ. Phải bươi lên rồi bắt đầu là cho lõi gốc lên rồi dạ hồi đó là hẳn phải lên mâm được dạ tưới nước về bón ờ đúng rồi dạ. Đúng rồi bởi bón phân dạ tưới nước bón phân ông cứ nói chung là cây nữa thì chứ cho đi thì có chủ đấy mà dạ. Lên đây làm mới thể đấy dạ chứ ai chủ cháu ta làm dạ ừ ai chủ cháu chứ mình thì chủ đồng mân rồi thôi ờ rồi thôi dạ đang cháu đang tỉnh trong rồng rồng xuống phía dưới này nè ôi thế coi như là có hoa quả gì chứ nữa có dạ. Tẩy đấy chứ nữa dạ hồi hóa nhiều rồi hồi hóa nhiều ừ dạ nhanh nha dạ bên đi dê con đây ní ờ dạ dê con đang cháu đang à đây đang một bảy đúng đây dạ như chó ấy dạ ờ đấy đang bắt con đi bỏ vào rồi đi dạ đó sáng thả con mè đi rồi đấy chứ chạy tung tung ta lá đây đấy ờ bảy con đẹp ấy dạ đây đi chuông để chảo nhựt đấy ờ à đúng rồi dạ chảo nhựt đẹp ấy dạ đẹp ấy rồi đây đó đây còn mấy con hắn cứng hơn hắn đi ăn theo mẹ nữa đó ờ còn mấy dạ. Con chạy hắn cứng nha dạ. Con mua cứng hơn hắn đi theo mẹ rồi con đấy những con yếu hơn thế nữa nha đó mà yếu chân đi về cho nó nhà được thôi dạ. Hắn theo được đâu dạ ừ sợ hắn lạc á khoảng độ 20 ngày nữa đi cháu bắt đầu cho đi theo đúng rồi mình đi chuông nhột dạ. Nhột riêng đi ăn khỏi đi khỏi nửa chân dạ à giờ thì chạy ra ăn chứ dạ. Đấy dạ công việc hàng ngày rồi đó ơi ơi đẹp đi dạ đấy dạ. Ừ. Ui chả ngon to ơi dạ ui ngon đi chản tiền đấy có ạ dạ. Vừa qua Linh Philip mua giờ là 7.500 con đấy dạ
Để gà đấy chứ? Dạ để, có để à. Để từng đâu đấy. Đấy cả gà. Hẳn có ấp không? Dạ có ấp. Hả? Dạ ấp. Ngan ấp chứ? Dạ ngan ấp. Ngan ấp. Ngan ấp trống ạ. Ngan ấp kỳ lắm đó. Dạ. Gà sao để chứ? Dạ gà sao để được 2 ổ đấy ạ. 2 ổ rồi? Dạ được 2 ổ rồi. Nữ 2 ổ rồi? Dạ chưa chứ nữ, đang ấp. Dạ, hân có bay ngay? Dạ có chứ. Hân hay bay lắm đó. Gà ní nên đi ăn tùm lum đều chiều lại cháu lua về hết. Hân vẫn bay về rồi? Dạ chiều lại là anh em lua một cái lần về hết. Không mất con mua? Dạ không. À. Hân chỉ đi anh loanh quanh đấy thôi. À hay gì? Dạ. Như Việt Nam thì mình có lò có gạo nhiều thì cho ăn thêm chứ. Dạ đúng rồi. Dạ đây chủ yếu bột ngô thôi. Bột ngô vì chuối. Gà sao thì dạ. Con... nhiều ra về chuối cho ăn rồi đó. Ừ. Cà sao trứng ngon lắm này. Dạ. Trứng đặc biệt luôn. Dạ, trứng. Người ta đi vòng hay. Dạ. Đi đâu đi thọ. Đi lại thọ cái ra sao đi ra coi nông nghiệp ra cái ra. Hả? Dạ. Ừ. Chưa ngàn này. Con à ngàn ăn bay đây ăn chạy ra đó là dạ. Xuống nghiệp mương hết. Cứ ra này mương đây ăn tùm lum ta lá đi. Chiều lại là gọi cái lên về hết. Dạ, chiều lại là lấy đó. À, hắn thích nước cái mà. Dạ. Con vịt ấy con tiếng thích nước. Dạ. Này chúng hàn ứa nước. Ừ bay. Dạ. Bắt đầu ngăn chuẩn bị đề cái lần bay. Dạ. Bay xa lắm. Dạ. Ừ. Đây là chúng cứ anh lanh quanh đâu đấy. Ở nhà rồi chứ bà liệu đánh nuôi ngát với vịt. Dạ. Chứ. Ui nói chứ ở nhà mình mà nuôi ăn thì nuôi khoảng chục con đấy chứ. Nhà mình nuôi nhiều lắm. Dạ. Thích nuôi. Dạ. Bà liệu nó bán nghiền nuôi gà vịt. Dạ, như cháu hồi trước cũng nuôi nhiều. Cháu nuôi cháu ứa mà, gâm giống á. Ừ. Dạ. Dạ sáng thì anh đi quẹt dọn một tí xong rồi bỏ đồ ăn ra. Bò mía đó, chặt. Dạ. Mía cho ăn. Dạ. Gầm thích lắm. Cháu vẫn chặt mía đấy, bò cò rồi rau rồi đấy cho ăn. Ừ. Một ngày chứ phải hái xe rua. Ừ. Hai rua chứ? Hái xe rua rau. Rau à? Dạ. Rau với mía phải không? Dạ rau, mía đây là chuối đồ. Ừ. Dạng tổng hợp rồi đấy. Ở đây 5-70 con đó đây. Dạ được khoảng 50 con. 50 con à? Dạ. Nhanh thì mới. Dạ. Có 6 con. Dạ, được tiền tôi tìm mua là 7 con. 7 con à? Dạ. Nó mới nhanh hình phần thò nó phát tiền nhanh lắm. Dạ. Nó đè 3 tháng đè 1 tức mà. Cứ vài năm lần chặt cái chuống đi liền. Quay xa vi ơn đi. Xa vi. Cùng. Để lần được hồi được có người bưng bò thế. Thế là. Ở đây gần được không? Ở đây là kia. Đây. Hắn sư. Dạ. Bên cầu mày có nhỏ 10. Đó. 10 đề đó cái này. Dạ. 10 đề. Đề ra lên nữa. Ừ. Rau khoai thì ở đây trồng được rau khoai với trồng các nửa mỗi bữa mình nâng lên thấy cà rụt nữa để cho. Dạ. Ăn cà rụt. Dạ. Nữa. Cháu đang mời trong thêm một ít tàu. Ừ ừ. Đấy, xả xiếc. Xả nhiều đi. Dạ. Hà đi nói chung là trồng sau có cái công. Dạ, chứ. Hà đi xuống được nhích được. Ừ. Xuống được nhích được. Dạ, đó, vịt lệch. Ui, chẳng ăn bơi gì đi. Dạ. Hẳn như thấy được lên sượng rồi. Dạ. Thế còn cá mà nữa không? Dạ, không cá dòng bắt xuống cái cá rồi. Bắt xuống cái ao cá thôi chứ. Dạ. Đâu nơi cháu đang chăn lại cái mà vịt đi ngược cái nữa. À, đúng rồi đó. Dạ. Ừ. Ôi giời, nhiều cái khe đi đẹp ơi. Dạ. Bơi thôi rồi. Dạ. Mạt rất rí đi. Rồi nhảy xuống. Dạ. Sướng. Dạ, chắp này là xuống để bơi lội đâu rồi đi. Không cứ để cái khe đấy cho bơi lội. Dạ. Sướng. Dạ cái này thường xưa là nước thường xuyên đấy. Ờ nước. Dạ. Cái đấy được. Ôi chà. Coi xuống sáng xuống là coi nước. Ừ. Đồng muống này. À đồng muống ra. À hắn vẫn mở đồng muống ra. Dạ. Ừ, hắn ăn rau chứ. Dạ, nữa. À giờ này có con nong nọc á. Ừ. Dạ hắn cứ rút tim. À đúng không có con nong nọc á. Ừ. Nong nọc nhiều. Nhưng mà hắn ăn đồng muống à? Dạ không. À. Dạ hắn giờ đồng muống. Nên hắn ăn cái nong nọc luôn nữa. À, cái con ta gọi là cái con quay. Dạ. quay mà con. Dạ. to mà con cá cóc á. Dạ đó đó cá cóc rồi đó. Đây chào đó. À hơi cay. Dạ. Hơi cay. Dạ đây ớt ớt chuông. Ớt to phải không? Dạ ớt to. À. Đây đang tỉnh mân san nhưng mà trong bầu bì. Trong bầu bì gì? Dạ. Vậy ni thì đang vài ít rau thì ăn khỏi cỏ mọc về nên. Em nghĩ đi hơi cao, giá này hơi cao. Dạ. Giá này về giảm nó cho thấp tí. Dạ. Người đi kiểu là vô về cùi cùi. Dạ. Ờ thì dạ. Ừ. Vậy cháu mình đang tâm đồ mấy mít 6-7 á. Ừ. Dạ. Để cháu đang vài rau ria để khỏi cỏ đồ này. Ừ. Dạ. Đó bên đi cà chua. Cà chua đấy, xà lách với đồ. À, rồi là ngan đi ăn, rồi là vịt với gì ăn. Ừ. Rồi là
Dạ. Ăn nó, dạ. Nồng nọc đấy là anh ứng ăn tùm lum ta lá rồi chứ nhổ trong chuông nắng ứng không? Ờ đúng rồi, dạ. anh rửa nè. Dạ. Mình đây anh rửa nhá. Mình đây anh rửa nè. Chứ nhổ trong chuông rồi đấy. Dạ anh. Ờ múc tưới đi. Dạ. Múc mà tưới. Dạ ừ. Tưới theo tiếng lộ, rất nặng quá. Cháu trong phải dưới nữa mà anh nặng quá chứ lên được. Đúng rồi, được đấy đi nè, anh múc tưới. Dạ. Cháu cái cánh này cháu đang dần cái cánh này là đờ mây bướm á. Ừ. Cái không bướm mùng nữa đâu. Đây chuyển bướm đi, bướm tưới cái khu vực rồi đi hiện dữ là cứ tam thời nó đi cái ra. Dạ. Mưa rồng nó đi cái ra chứ đến cái sau đó rồi mùa mưa đến ta mưa rồng quá. Dạ. Nó trồng nhiều vào. Dạ. Đánh thu trồng nhiều vào. Mùa mưa thì. Dạ, hành có mấy loại rau ria tùm lum ta lá. Ừ. Bởi vì đấy thì cái đi dần được khỏe chứ, cái ổng đi dần được khỏe chứ. Dạ, ổng đi dần được khỏe. Máy đi ăn hụt nhảy khỏe rồi đó. Dạ, đây cháu đang bỏ cái dần tưới nữa là cứ chiều lại. Chiều lại là cho tưới khoảng tiếng đúng không? Ờ. Dạ. Đây là trồng cái gì đây? Dạ, chỗ này cháu đang trong của ca, cái trong ca. Của ca. Dạ. Ừ. Ngô đây thì dạ. Mới cũng mới trồng được cái mấy này. Dạ, được em khoảng độ 3 sao á. 3 sao thôi à? Dạ. Nắng ít. Đất thì mưa rồng có được mà bên tây chưa đúng không ạ? Dạ chưa, bên phân nửa. À, đây đúng rồi. Đây khu vực này cháu trong mía rồi. Đây hơn 3 sảo chứ, đây hơn 3 sảo. Em khoảng đó. Dạ. Ừ. Đây đang nơi cháu này trong đấy thì đến bữa hắn gần hết mùa mưa. Ừ. Nhưng trong được cái khác. Thời gian tránh thủ làm sớm. Đúng rồi. Dạ. Nhà muốn trong cái khác này chứ con giống như nếu mà để mà thuận lợi thì mình phải chờ mưa. Ừ. Chờ mưa thì trong được một vụ thôi. Đúng rồi. Dạ, đây cháu này trong sớm thì mình mất công hơi nhiều. Ừ. Dạ. Không, trong sớm nhiều khi mất giống đó, không phải dạ. Mất công không? Mất công nữa dạ. Đâu, mất cả giống rồi đây. Dạ. À, cho dạ. Mình cứ đợi mùa mưa để mình dắt tỉa thôi, dạ. Chứ muộn một tí cho mà hay. Dạ. Ờ, hẳn phải là đi này. Dạ. Cái về cái mùa này mà ông dắt sớm từng mùa đấy là càng mất giống mà hư. Dạ. Mà hẳn mà được nước rồi đấy. Là dắt cái lên tụt lắm. Dạ, vậy nhanh. Cái đất này hẳn lại khô gồm quá. Ở đất đi khô. Sáng cháu tươi đi, nhưng mà khoảng độ 1 giờ chiều khô ráng lắm. Ủa, thuyền ngầm dùng dưới chứ. Hiệp lắm. Không biết được, bởi viên bắt được cái rề trên là được dạ, rồi. Dạ, dạ. Bắt được cái rề trên là được rồi. Dạ, dạ. Ừ. Thì thanh long cũng bắt đầu ra hóa ra đô. Thanh long cho ăn tươi chứ? Dạ, có. Hả? Dạ, thanh long có tươi. Tại vì thời điểm mà này chúng không có mưa thì cái cống tươi đây là mình cứ dư tứng đi là được rồi. Dư, dạ. Dư. Dạ, đã đấy. Dư tứng đi mà lại cái trồng. Dạ. Mùa này công tưới tiêu hơn nhiều quá. Ừ. Dạ. Bây giờ thì là chúng cố gắng thôi. Đây thanh long thì lên có mấy cây ra hoa đâu nữa đấy. Ừ. Đoàn chết trên này toàn nhiều hơn bác ạ. À, trên nữa nè. Dạ. À trên nữa gọi là gần nước. Dạ. Không gọi là gần nước nó dạ, cũng nên tưới chăm hơn. Cái đất phía trên này hẳn vẫn sụp hơn phía dưới như một tí. À. Dạ, đất phía trên này đất đen nhiều hơn. Đây này, cây long đi đẹp này. Đây này. Cái cây mà tòa chảnh như đi đẹp dạ, này. Bắt đầu tỏa ra. Cây tỏa đi đẹp này. Dạ. Đây. Cái này. Nhưng mà sao nó cao lắm đó nhá. Dạ. Sao nó cao lắm. Đây hẳn xoa. Tỏa ra xoa ra. Hẳn mới bắt được gốc rồi đó. Dạ. Bây giờ là hết vàng ở đây. Hết dạ. Vàng là bắt đầu hẳn cứng rồi đấy. Dạ. Khi mua mà nó còn vàng vàng cây đấy. Dạ đấy này, mấy cái này là cái gian này là tòa đều à. Tòa đều rồi. Dạ. Là bởi vì cái này hẳn cũng mới dùng mấy năm thôi mà. Dạ. Đúng mấy năm. Dạ. Tầm hình như 2 năm là bắt đầu hồi mía tòa mạnh. Ừ. Mới là đất Việt Nam mình này chứ hẳn vẫn tòa. Thì đi bắt đầu mua mưa là cho nó giòn cò hãy dạ. Đi. Cho nó giòn dễ gốc thôi. Còn hai bên đi cứ để rồi cho nó thần mạt cái gốc trứng cần giòn hai bên đi không? Sở đi tập thì là bón phân vô đó. Ờ đó. Dạ. Đợt bữa cháu bón đeo chưa biết cách thì là đau hố. À. Sáu hồ về này đi. Phân này bón xung quanh đi thôi. Ờ. Bỏ lại luôn. Đây. Vì cái thanh long này là ăn rề nổi mà. Dạ. Ăn rề nổi đó, bón trên đó. Dạ. Họ nói bọn xung quanh đấy thôi. Ừ. Đây đợt bữa cháu chưa biết, là cháu đau hổ. À rồi, không phải không phải đau hổ mà. Dạ. Thành đều là chúng người thì kể cả một cái cây chi nữa. Dạ. Ta vẫn bò trên chứ mà nước mưa hẳn ngầm xuống, dạ. Rề ăn mọc trên đó mà. Dạ. Ừ. Dạ. Ôi, yên quên đấy. Ôi đi, ôi như sao trị to lắm đây. Dạ. Đợt mà tiền tu ti là nửa là cái ôi như là trị to. Ừ. Thấy to lắm, chẳng qua là dữ là mất cái mùa mưa đây. Cái ổi này đáng ra là thu hoạch rồi này. Dạ. Vẫn có ăn đấy mà ta hải chứ, hải vất đi chứ. Dạ, bảy bữa cái của mà hắn hơi nữa cái là cháu. Đây này, hoa này. Dạ, hoa nhiều. Hoa trời có trị hơn đấy. Dạ. Của này mà mình chấm tưới tiêu được thì hắn nữa. Chấm tưới tiêu là lên đẹp. Không, ổi là, cái gì cho ổi là có thu hoạch đấy. Dạ. Bắt đầu lên vào rồi là hắn ướt nước.
Dạ ít này, mưa. Cái ní nữa, hắn ưa được thì hắn bên đào chảng đảng nó phải đào rành như đi này. Dạ. Không cần đào đi. Dạ. Đào rành như đi, đào rành như rửa. Dạ. Đến cái sau là đào rành như sâu sâu thì đi là khoạt nước mà. Dạ. Để... là vì chủ thấy là cái người đến nằm đán này, dạ. Họ trông ôi là bàn của chủ là chủ coi rồi. Dạ. Ở dưới như nuôi cá này. Dạ. Dưới nên nuôi cá, dạ, hắn đào đấy, đào một cái rành, đào rành hết nuôi, dạ, cá, cái chày liên hoàn với nhau đó, dạ, nuôi cá họ ăn còn bộ, dạ, ôi gì trị ngọt, dạ, ngọt mà lại trị sụp thì ngon lắm, hắn mạt đất đó, mạt đất, dạ, để cho này chứ ôi mà khô đất là kể cả cái gì nữa, dạ, là trị nó khô, dạ, nói chung hầu như cây gì thì phải gần phải có thêm nước chứ không nước nước cây ni là giữ mà có công mà đào rành mà chỉ, dạ, nước vô sau rồi cho ngan mới gà dần mò giữ, dạ, đi nói chung sau, dạ, đi ta làm, dạ, quá mùa này không mùa mưa gần đến sau đi phải đào mấy, dạ, tím á sau đi ta làm, dạ, đây là có trị này gần đến mùa mưa đây thay nhà à đây này gà nữa bay, dạ, ra đây này gà sao hắn đi ăn tần dưới mía dưới đô này bác ơi. Ồ, dạ, đi ăn mới tương đối sâu chứ. Dạ. Bữa dưỡng xả nước vô à? Dạ, mấy bữa ni theo tưới để nước tưới đâu nữa thành nhà trống xả vô ni. À rồi tính cân là bởi vì tưới đấy có mưa là ngập chứ lắm mà. Dạ. Được rồi, về, dạ, mùa ni mà giữ được cái nước ni là, dạ, không xả nước vô là bây giờ là hay rồi. Dạ, đang chủ yếu đang để tưới tiêu bên ni. Ừ. Anh rửa đây để bạc cháu mình nha. Ta mà mình vánh nhờ cho cá con phải không? Dạ, cháu cho ăn. Cho ăn à? Dạ, vất cảm bố rồi cho ăn. Ờ, đúng rồi, sạch. Dạ, dạ. Khỏi béo vô đúng không? Dạ, khỏi béo vô, bên hắn ăn đồ, hắn ăn tuyệt đề luôn. Ừ. Dạ. Bữa đừng vượt ra cho đông với chi nhiều đi chứ, dạ, nữa. Vượt anh đóng anh lính. Chứ mà dư dưới này nó còn nhiều hề. Dạ, dưới này chứ hẳn nhiều lắm. Cả chứ có bằng bàn tay chứ không? Dạ, tổ. Hả? Tổ hơn bên tay. Ờ, để mà nuôi, dạ, để mà nuôi, để mà cấp dụng đó. Dạ. Được rồi, bữa tương đối sâu là cái áo này, bữa, dạ, hình như đáo mệt mỹ hề. Dạ, áo này phải tâm đồ, phục này phải sâu tâm 2 mét. Áo này có phải là mọi bữa mà cái kênh huyền thoại là quỷ chi mình đi qua đây phải không? Dạ, đó đó. À, là áo này đó? Dạ, đó đó. À, rồi sâu. Áo này lụt người đấy. Nói chung là bây giờ đi một vòng coi như thấy đi là coi như là vô dạng là về mà về mua mùa nắng mà anh em mà duy trì được đi là tốt rồi. Dạ. À, vì ở đây thì nói những cây chi á, cũng như người cả thôi, dạ, thiếu nước là chịu cũng được rồi. Dạ, đó đó. À, chứ mà như ta mình thì phải chịu thôi, chứ, dạ, phải đợi đến mùa mưa. Dạ. Mùa mưa thì tầm cỡ khoảng 15 ngày nữa. Dạ, thì mưa đó, mưa ở bên đi thoải mái thì, dạ, rồi Quang Linh về rồi thì ta ở đây tiến, dạ, hành mình giúp tiến hành cho, dạ, ta làm. Thì có chi mà hắn có phát triển thêm thì rồi, bác cháu mình thì lại không tất nhiên là phải phát triển. Dạ. À, chứ không được đi tụt lùi. Dạ, phải phát triển. Dạ. À, phải phát triển. Có cái nhưng mà phải từ từ, cái gì không phải nói lên là mình được lên đâu. À, dạ, như xây nhà cửa với bác rất là nhiều việc chứ, dạ, tới đây là cũng xây mấy cái nhà anh em. Dạ. Ừ. Dạ. Nhà ở đây thì coi như nhớ thế chứ, chứ còn mình thì thỉnh thoảng về, dạ, vào coi như là có, dạ, kiến thức cái gì về nông nghiệp đấy. Dạ, đây. Thì mình như là bày thêm, dạ, thôi. Dạ. Thôi chứ còn mình nói về siêu sao bóng đá với tất cả chi tiếng có một. Là chứ có cái gì cần gò bí. Ở đây đây cần gò bí thôi. Ok ok. Ok. Rồi thế coi như đến đây ta kết thúc video hè. Nói chung bác cháu mình đã đi hơi mệt rồi. Đang tài hơi mệt rồi kết thúc video hè. À, thôi thì, dạ, chào các bạn đi, chào các bạn nhá, chào các bạn nhá, xin kết thúc video đây nhá, xin kết thúc video ở đoạn này nhá. Mọi người thấy hay và mọi người thấy hay và ý nghĩa thì cho một like một share, dạ, à, Quang Linh mà blog Châu Phi, dạ, thế thôi. Như bác thì nói cái rửa thôi chứ bữa đầu thì tất nhiên là bờ ngơ, nhưng lần sau thì coi như là khả năng nói được, rút kinh nghiệm dần.